Giờ anh em đang đến với kênh của Đức Duy Vlog nha. Hôm nay mình sẽ xuống phòng xem tụ trong tem làm gì nha các bạn. Anh em ơi, dậy. Dạ. Dậy quay vlog cho anh em xem nè. Em có tiền không mà quay? Thì anh em mỗi đứa góp ít á, quay. Được. Dậy Duy. Duy. Anh ngủ tiếp rồi. Làm gì? Dậy Duy. Để hỏi ý kiến anh em à. Để mình hỏi ý kiến anh em xem anh em thích ăn cái gì nha các bạn. Ăn gì mày mua đi tao ngủ. Danh ơi, thích ăn gì danh? Gà chiên đi. Gà chiên vậy sao? Gà bánh bột chiên ăn giòn giòn. Dũng KFC trên mạng à? Ừ. Duy. Ăn gà KFC không? Vậy làm vlog chào anh em cái rồi đi mua đồ làm nè, đi. Nhanh. Vậy. Đang quay, đang quay nè, vậy đi. Vậy. Đang quay mà, vậy đi. Quậy vậy ngủ cái loại cái gì ngủ không chịu làm ăn á, chỉ có ăn cái giá của đầu. Thôi ra chào anh em cái rồi làm nè. Ngủ. Nó ngủ tiếp nè anh em ơi. Dậy. Dậy đi mày. Dậy cái chào cái rồi cho ngủ tiếp. Dậy, mày làm gì? Mày gì mà. Kệ đi. Dậy đi. Dậy đi. Để quay rồi. Rồi chào nè, chào nè. Qua chào cái gì mày ngủ cái tàu. Gì ngủ nữa cha. Mày. Thằng này nó bị bệnh thiếu ngủ nha anh em. Dậy chào cái ngủ. Dậy chào chở anh em đi mua đồ nè. Mày đi mua đi. Này chào nè. Chào gì mới ngủ vậy, quay giờ. Quay vlog. Được, ban ngày không quay giờ ngủ vô kêu quay. Thì chào chào đi lỡ quay rồi. Chào bạn lên Đức Duy Vlog nha, mình là Duy à. Mình là ngủ ngủ. Chào các bạn nha, mình là Đức. Hello anh em nha, mình là Danh. Giờ mình rửa gà để chiên mấy bạn. Nước đâu? Bỏ heo luôn à? Ê ê. Hỏng nè. Có luộc hả? Chín rồi chiên gì chứ. Đổ này. Sốt đi con cá. Nghe. Đây hả? Đây hỏng rồi. Mình lấy cái này nó không chậm.
Xịt thu hoạch con cá với được 4 món cho nhiều nước vào. Cần phải luộc đâu. Không chín. Tương tay. Ủa thật ơi. Lấy cái điều đi không bổ đầu. Họ để cái gì vậy? Đi lắc luôn. Đi lắc cái ca. Châm nữa vô. Lấy giá ra hồi nóng hồi cầm. Bỏ trong đây nè, lắc luôn. Cãi tao. Cãi tao cha. Mày cãi tao rồi bán nhà. Nhà bán mấy cái nhà đó. Vì lý do là không cãi mày á. Biết cái gì nấu. Biết nấu ý nấu. Nước nồi ăn xôi rồi đã. Nước nồi cu cho một lông. Hai cái trước đã. Tỷ dư đó. Flow motion nè, flow motion nè. Từng miếng dầu. Đó. Được không? Được rồi, được rồi. Được rồi, nhiều quá chiên thêm một cành luôn. Miếng nữa. Miếng rồi, ít rồi, coi nhiều lắm á. Ít thôi, được rồi. Ok, đi đứt. Lăn đi là có bị dầu sôi là tôi bỏ luôn không? Trời ơi, dầu sôi nó nổi, mày liếm thử coi nó sôi chưa? Thôi rồi, nhanh xuống. Ổng nóng rồi. Chết này nữa dành khổ quá dành. Lăn à. Dơ, làm ăn tay dơ mày. Mình cầm cái đó mình. Dơ vậy. Mình nhìn mấy con nhục kia. Đồ nó bị khổ mà. Nhỏ chút xích riêng ngon này. Xích lần một à. Cả đời chưa thấy luôn á. Mình chưa thấy. Không, tôi xích lắc phô mai mà. Ủa chút, xích lắc mà chưa ăn bao giờ á. Bãi chữ nó chiên bột giòn á. Nó có lắc phô mai ở ngoài á. Mày xem TV nhiều mà nhiễm luôn. Nó gọi TV không. Tao ăn rồi, siêu thị ăn rồi. Đúng rồi. Tao coi mấy nàng YouTube ăn. Đúng rồi. Siêu thị Sài Gòn bán đẩy gì. Bán đẩy. Nó lắc xuống xích cho nó lắc bỏ phô mai ở ngoài á. Ê, cái gì mà cái bột kiểu như. Đúng rồi, phô mai. Bột nhanh bột vàng đỏ. Lăn bột cay sạch không hả mày? Sạch ra, tay tao bẻ rồi, chùi trên tay rồi. Chùi gì? Chùi tay rồi. Mày khổ phát hả? Khổ phát mặt. Ba thằng mặt. Ba thằng mặt chân bóc chết luôn. Chọc vào nữa kìa. Chứ nó có nước kìa. Không nóng mà. Quậy nửa dĩa à, mẹ. Không có nước kìa. Không dính đâu. Mày không á, quay này tao làm quay khô mà. Thôi rồi. Rồi 3 giờ đó. Nó có nước kìa. Dính vậy được rồi. Này mày không có lực á mà sao sôi. Nước nó không châm lửa tao kêu nó thủy dở. Cha ông nội nó bỏ thổi lên chứ còn gì cũng lửa. Vậy, hôm nay là thứ 7 chứ thích đêm thứ 3. Nhạc có làm gì nhảy. Nghe có nhạc là em nhảy đúng không? Cái này cuối năm mình mua về tạc đầu nhau chút. Mua vô ăn á, nóng á. Nóng, thiệt là sôi á. Cho vào ăn xúc xích thì được. Thank you.
Thì mình vớt ra nha các bạn. Đây không? Đều đều đi anh. Các bạn xem đẹp không? Chụp nóng. Các bạn cái đùi gà chiên nha. Mời các bạn cái đùi gà chiên nha. Mời các bạn cái đùi gà chiên. Ngon nha anh. Ngon. Ngon lắm nha các bạn. Mời các bạn đến nước nha. Mời các bạn đến nước. Thấy gà nhiều không? Chỉ nói anh em mình hôm nào làm clip lấy gà Đức quay clip cho các bạn xem. Mời bạn cái đùi gà nha. Để đi, một tí có làm cho. Để đi, một làm cho.
giờ còn cái đùi gà nha các bạn, anh em mình chia ăn hết xong rồi anh em mình về. Sao trong máy quay nó vàng vàng á, nó đỏ đỏ kìa. Chín nè. Ừ chín. Bây giờ nè. Như đâu có xương. Ăn đi. Ăn đi anh. Để em. Nóng quá. Mời bạn miếng gà nha. Ăn trong miếng này chắc là mình các bạn. Video mình ra kết thúc. Các bạn xem video thứ hai của các bạn.